Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức 24 giờ mới nhất. Kính thưa quý vị, mới đây theo báo cáo của Bộ Xây dựng, giá căn hộ chung cư tại một số tỉnh thành phố lớn đã tăng trung bình khoảng từ 5% đến 6,5% trong quý 2 năm 2024 và 25% theo năm tùy từng khu vực và vị trí. Giá bán căn hộ chung cư tăng không chỉ ở những dự án mới mở bán mà còn ở nhiều căn hộ cũ đã được qua sử dụng nhiều năm. Cụ thể, một số dự án căn hộ chung cư trên địa bàn Hà Nội ghi nhận tăng giá cao như tại các khu đô thị Royal City tăng 33%, The Price 33%, Vinhome West Point tăng 28%. Một số khu đô thị đã cũ như khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính cũng tăng giá khoảng 25%. Khu chung cư tái định cư tại Nam Trung Yên có mức tăng 20%. Tương tự, dữ liệu thị trường bất động sản trong quý 2 năm 2024 của bấtđộngsản.com.vn cũng chỉ ra mặt bằng giá mới của chung cư Hà Nội so với cùng kỳ khi giá bán đã tăng mạnh so với thời gian trước đó. Theo đó, giá giao bán dự án SDU 141 Trần Phú ghi nhận mức tăng lên đến 68%, hay như là The Spark tăng 55% và chung cư Đại Thanh tăng 50%. Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó Tổng Giám đốc bấtđộngsản.com.vn cho biết, mặt bằng giá chung cư Hà Nội tại nhiều khu vực đã chạm mốc 60-80 triệu đồng một mét vuông, và thời điểm 5 năm trước đây cũng là mặt bằng giá của chung cư thành phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, mặt bằng giá chung cư thành phố Hồ Chí Minh có nơi lên tới 150 triệu đồng một mét vuông, thậm chí có nơi 200 triệu đồng một mét vuông. Tính đến quý 2 năm 2024, mặt bằng giá chung cư sơ cấp toàn thị trường Hà Nội trung bình đạt khoảng 65 triệu đồng một mét vuông, tăng 25% theo quý và 29,8% theo năm. Trong đó, mức giá căn hộ tại khu Tây đang cao nhất toàn thị trường khoảng 70 triệu đồng một mét vuông, mặt bằng giá khu Đông thấp hơn mặt bằng chung của thị trường khoảng 5-6 triệu đồng một mét vuông. Theo ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh One Housing cho hay, nếu nói rằng không còn căn hộ dưới 50 triệu đồng một mét vuông thì không đúng, bởi thị trường thứ cấp vẫn có, nhưng để nói về nguồn cung sơ cấp dưới 50 triệu đồng thì đúng là hiện nay trên thị trường đang vắng bóng. Thừa nhận thực tế trên, bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội nhận định, 6 tháng đầu năm 2024, phân khúc nhà ở tiếp tục là điểm nóng của thị trường bất động sản. Chung cư Hà Nội ghi nhận mối quan tâm tăng đột biến, dẫn đến giá sản phẩm trên thị trường thứ cấp tăng mạnh. Kể từ năm 2020 đến nay, giá sơ cấp trung bình tăng 18% một năm, trong khi giá thứ cấp là tăng 14% một năm. Thị trường căn hộ chung cư thành phố Hồ Chí Minh trong quý 2 2024 cũng không nằm ngoài xu thế tăng giá. Theo một số tổ chức nghiên cứu thị trường thì biến động giá giao bán căn hộ chung cư thành phố Hồ Chí Minh phân khúc trung cấp giá 35 đến 55 triệu đồng một mét vuông tăng 2%, cao cấp giá trên 55 triệu đồng một mét vuông tăng 5% so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, giá bán của các dự án chung cư đã qua sử dụng ở thành phố Hồ Chí Minh cũng có xu hướng tăng, nhất là khu vực nội thành. Đơn cử dự án căn hộ chung cư City Garden quận Bình Thạnh giao bán trung bình 85 triệu đồng mỗi mét vuông, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự án Antonia quận 7 và Mastery Thảo Điền thành phố Thủ Đức lần lượt tăng 11% và 10%. Tại thị trường thứ cấp, giá giao bán tại một số dự án có mức độ tăng giá bình quân cao trong quý như Mastery Thảo Điền thành phố Thủ Đức tăng khoảng 6% lên mức 77 triệu đồng một mét vuông, Eco Green Sài Gòn quận 7 tăng khoảng 6,8% lên mức 61,1 triệu đồng một mét vuông, Jamona Heights quận 7 tăng khoảng 5,9% lên mức 42,6 triệu đồng một mét vuông, The Antonia quận 7 tăng khoảng 7,2% lên mức 82,6 triệu đồng một mét vuông. Lý giải cho tình trạng tăng giá, ông Trần Quang Trung, Giám đốc Phát triển Kinh doanh One Housing cho rằng cần nhìn thẳng vào bối cảnh thực trạng. Thứ nhất, nguồn cung của các dự án mới không có nhiều. Dự án tổng nguồn cung của năm 2024 tại thị trường Hà Nội khoảng 22.000 căn, trong khi theo Chi cục Dân số Hà Nội, mỗi năm thủ đô có thêm 160.000 người, kéo theo nhu cầu sở hữu nhà rất lớn. Thứ hai, nếu như trong những năm 2016-2021, khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn về phân khúc để đầu tư như đất nền, nghỉ dưỡng, biệt thự, liền kề, showhouse. Tuy nhiên, trong một năm trở lại đây, nhà đầu tư chủ yếu lựa chọn phân khúc đáp ứng nhu cầu thực, bất động sản có thể sinh ra dòng tiền với tính thanh khoản cao, tập trung vào những thị trường lớn để tránh rủi ro, và căn hộ chung cư là sự lựa chọn của họ. Còn theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu, Savills Hà Nội, tại thời điểm giữa năm 2024, giá sơ cấp của phân khúc căn hộ đạt 65 triệu đồng một mét vuông.
Việc hạn chế nguồn cung, mất cân bằng về sản phẩm, trong khi nhu cầu nhà ở không ngừng tăng cao, quỹ căn hộ hoàn thiện và bàn giao trong 1-2 năm trở lại đây rất khiêm tốn, được cho là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng giá bán của chung cư Hà Nội liên tục tăng mạnh. Dự báo giá nhà trong thời gian tới sẽ khó có thể giảm, đặc biệt sau khi luật thay đổi trong tương lai 2026-2027, nếu như nguồn cung có thể cải thiện, nhưng muốn mua căn hộ giá rẻ sẽ phải chấp nhận đi xa, ví dụ như Thanh Trì, Phú Xuyên. Trước mắt, trong năm 2024, 2025, 2026, chưa thấy yếu tố nào có thể khiến giá bất động sản căn hộ giảm. Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Tư vấn và Nghiên cứu CBRE Hà Nội cũng dự báo giá chung cư Hà Nội sẽ tiếp tục đi lên. Đà tăng này của chung cư Hà Nội hiện cao hơn rất nhiều so với thành phố Hồ Chí Minh. Thị trường chung cư thành phố Hồ Chí Minh chỉ ghi nhận tăng trưởng giá ổn định 5-6% một năm giai đoạn 2015-2019. Đà tăng giá đã tạm dừng trong 2 năm vừa qua. Cũng theo bà An thì phải đến năm 2026, mức giá chung cư Hà Nội mới có thể ổn định khi đã tạo mặt bằng giá mới. Còn theo tiến sĩ Lê Bá Chí Nhân, chuyên gia kinh tế cho rằng giá căn hộ chung cư tăng nửa đầu năm do yếu tố cung cầu là chính. Khi nhu cầu nhà ở vẫn tăng cao nhưng nguồn cung căn hộ tại các khu đô thị có giá phù hợp hơn so với giá nhà liền thổ, nên nhiều người mua nhà, nhà đầu tư đều chọn phân khúc căn hộ. Thứ hai là quỹ đất khan hiếm, dự án vướng mắc pháp lý khiến nguồn cung căn hộ chung cư mới khan hiếm hơn, nên khi mở bán sẽ thu hút người mua, chủ đầu tư sẽ tăng giá mở bán. Ông cho rằng dù thị trường đang chững lại, giá cũng đã đi ngang, nhưng giá căn hộ chung cư tại thành phố Hồ Chí Minh có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới do nguồn cung dự án mới triển khai ra thị trường vẫn ít ỏi. Giá chung cư dường như không có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm nay, phân khúc này là điểm nóng của thị trường bất động sản. Trước giá bán tăng cao, nhiều người bỗng đặt ra câu hỏi, giải pháp nào để người dân có thu nhập trung bình, đặc biệt là những người trẻ có cơ hội sở hữu nhà ở. Chung cư tăng giá mạnh cũng đồng nghĩa với việc giới trẻ sẽ ngày càng khó tiếp cận hơn. Theo ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam, thời gian vừa qua chính phủ đã rất quyết liệt trong việc phát triển nhà ở xã hội nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở giá hợp lý cho người dân. Tuy nhiên, nhà ở xã hội chỉ có thể giải quyết được một phần nhu cầu về nhà ở, bởi không phải người dân nào cũng đủ điều kiện để mua nhà ở xã hội. Hơn nữa, nhà ở xã hội phần lớn là quỹ nhà dành cho công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp, có vị trí rất xa trung tâm, các thành phố lớn. Do đó, để giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân ở Hà Nội nói riêng và các thành phố lớn nói chung, trước hết cần phải xem xét lại vấn đề quy hoạch để giãn dân ra khỏi khu vực quận trung tâm. Đây không phải là vấn đề mới đối với Hà Nội. Tính đến thời điểm hiện tại, đã 15 năm kể từ ngày Hà Nội mở rộng địa giới hành chính, cùng với đó là quy hoạch các khu đô thị vệ tinh như Hòa Lạc, Xuân Mai, Mê Linh, Sóc Sơn. Song thực tế, việc giãn dân của thành phố vẫn không đạt được hiệu quả như mong đợi. Các khu vực vùng ven này không có nhiều sức hút đối với người dân về sinh sống, làm việc. Minh chứng rõ ràng nhất có thể kể đến khu vực phía Tây tại Hòa Lạc. Mặc dù đã có quy hoạch trường đại học, các khu công nghệ cao, nhưng phần lớn chuyên gia, công nhân, sinh viên này đều sáng đi làm, đi học, chiều về trung tâm thành phố sinh sống. Điều này cho thấy là các khu đô thị vệ tinh chưa có sức hấp dẫn đối với dân cư. Ai cũng muốn vào trung tâm thành phố để sống và làm việc. Chính vì vậy, lời giải cho bài toán này là nhà nước cần phải quy hoạch lại các khu vực vùng ven gắn với quy hoạch phát triển kinh tế và nhà ở cho người dân. Muốn giãn dân ra khu vực ngoại thành, trước hết các khu vực đó phải có kinh tế phát triển, đáp ứng nhu cầu về việc làm cho họ. Sau đó là các dịch vụ vui chơi, giải trí, trường học, bệnh viện, khu đô thị, nhà ở phải được quy hoạch đồng bộ, đầy đủ để họ có thể sinh sống lâu dài, tạo sức hút đối với dân cư. Đơn cử như khu vực phía Tây như là Láng, Hòa Lạc, bên cạnh các trường đại học, khu công nghiệp, nhà nước cần có quỹ đất cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nhà ở. Các sinh viên ra trường có nơi để ở luôn tại chỗ, thay vì học xong lại vào trung tâm thành phố để làm việc, gây thêm sức ép về nhà ở, hạ tầng giao thông, ô nhiễm môi trường cho các đô thị. Hay như là khu vực phía Bắc gồm Sóc Sơn, Đông Anh, Mê Linh với lợi thế gần sân bay Nội Bài. Khu vực này nên được quy hoạch phát triển, tiếp vận hậu cần, du lịch. Các hoạt động phát triển, kinh tế nên tập trung tạo công ăn việc làm cho người dân tại khu vực và thu hút dân cư, người lao động từ khu vực khác. Còn khu phía đông gồm tỉnh Hưng Yên, huyện Gia Lâm nên phát triển những ngành như lương thực thực phẩm, chế biến nông sản, kho hậu cần lưu chuyển cho Hà Nội. Khu phía nam nên quy hoạch để phát triển công nghiệp phụ trợ, công nghiệp nặng, kho bãi, trung chuyển hàng hóa vận chuyển giữa hai miền Nam Bắc.
Các quy hoạch phát triển kinh tế này sẽ giúp cho kinh tế của các khu vực vùng ven phát triển, qua đó giúp thu hút dân cư đến sinh sống. Trái lại, các khu vực vệ tinh không phát triển tất yếu sẽ khiến người dân, người lao động đổ xô vào trung tâm. Trong khi đó, giá nhà tại nội đô đang không ngừng tăng cao, khiến họ không có cơ hội sở hữu nhà ở, gây bất ổn an sinh xã hội. Thực tế, ở nhiều nước trong khu vực như Trung Quốc, Nhật Bản cho thấy giá bất động sản tăng cao đã gây ra những hậu quả rất lớn. Một bộ phận không hề nhỏ thế hệ thanh niên không có khả năng mua nhà, đã chọn lối sống 3-0, không kết hôn, không mua nhà ở, không sinh con. Dân số các nước vì thế đã trở nên già hóa nhanh chóng và làm phát sinh tình trạng mất cân bằng giới tính trẻ em, gây bất ổn xã hội. Do đó, chính phủ cần có bài toán tổng thể về phát triển kinh tế, việc làm và nhà ở tại các khu vực vùng ven để hấp dẫn dân cư, góp phần giãn dân, giảm áp lực về hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội và ô nhiễm môi trường cho khu vực trung tâm. Tại các khu vực này, quỹ đất giá rẻ vẫn còn rất nhiều, người dân hoàn toàn có thể sở hữu nhà ở với giá phải chăng. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình của chúng tôi. Những thông tin mới nhất liên quan sẽ được chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những video tiếp theo. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.